Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến kế tiếp là add. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ tạo thêm cái lớp user, lớp user để chứa các cái thành phần của chúng ta là username, password, role. Đó. Như vậy chúng ta tạo ra cái lớp user. Ở trong này new Java class user. Người ta sử dụng user có username, password, role. Username chúng ta dùng string. Password string. Row string. Chúng ta sẽ insert code constructor. Insert code. Select all. Chúng ta sẽ insert tiếp get set. Đấy là những cái hàm cơ bản của chúng ta. Get set. Được chưa? Và ở bên cái bài 4 này người ta nói là khi load lên thì chúng ta sẽ sử dụng một cái array list hoặc là một cái list để quản trị. Thì người ta yêu cầu là mình xài list, nhưng mà chúng ta xài array list thì nó sẽ hay hơn. Array list nó đầy đủ hơn. Thì chúng ta sẽ tạo ở đây một cái array list. Array list. Đối tượng của chúng ta bên trong là user bằng danh sách user, là danh sách user bằng new array list. Chúng ta có khởi tạo danh sách user. Viết phương thức thêm. Viết phương thức thêm. Trước khi viết phương thức thêm thì chúng ta nên viết phương thức đọc. Đọc trước. Đọc từ form. Đọc từ form và trả về là kiểu dữ liệu là user. Chúng ta sẽ viết cái hàm này. Để làm gì? Để lấy được dữ liệu từ form trả xuống dưới. Như vậy mình sẽ viết cái hàm đọc này. Vậy trong cái hàm đọc này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy string username bằng txt username.getText. Chúng ta viết như vậy cũng được, hoặc là chúng ta đưa ngay trực tiếp vô cái hàm khởi tạo của user luôn cũng được. Ví dụ chỗ này thầy có một cái user là us bằng new user, thì trong cái new user này có phải là nó có trường hợp là username, password và role không? Username là mình khai rồi, vậy password thay vì là mình phải khai một cái biến mới thì mình lấy txt của password.getText luôn. Đó, getText. À, còn cái role thì chưa được, cho nên chúng ta phải làm cái role riêng rồi. Như vậy cái role này thì chúng ta dùng toán tử ba ngôi luôn đi. À, để cho các bạn thấy là mình linh hoạt tí xíu. Vậy rdo của user chấm it selected. Nếu như đúng thì chúng ta trả về gì? User. Còn không? Admin. Đấy, như vậy chúng ta xem thử viết vậy được không?
Toán tử ba ngôi. Nó bị lỗi gì? Chấm phẩy phía sau dòng này. Còn gì nữa không? Nếu như mà cái hàm này chúng ta viết là gì? User, thì chúng ta phải return, return cái user mà chúng ta mới khởi tạo. Như vậy trong cái bài, trong cái phần khởi tạo này nè, trong phần khởi tạo này, một, thầy dùng một cái biến username để lấy trước. Hai, thầy get trực tiếp. Ba, thầy dùng cái biến, cái toán tử ba ngôi để mình gán user hoặc admin luôn. Nó rất là tiện khi mà chúng ta code. Còn không, chỗ này bạn phải thêm một cái đoạn if nữa. Nếu như rdo user.isolated thì string row bằng, còn không thì nó dài dòng hơn. Còn nếu mà bạn nào không hiểu, chỗ này hiểu không? Toán tử ba ngôi. Có ai không hiểu không? Giỏi ta. Rồi. Như vậy chúng ta đã có cái phần tập form, đọc dữ liệu từ form đưa vào user. Và cái phần mà tạo ra cái hàm add user là đưa user vào list. Add user là đưa user vào list. Thì xuống đây chúng ta sẽ có cái hàm này. Và rất đơn giản, chúng ta sẽ làm gì? Danh sách user chấm add, đưa cái read user từ form. Nếu như chúng ta làm như vậy á thì cũng được. Nhưng nếu trường hợp mà không có gì hết thì sao? Cái form trắng luôn. Thì tí nữa chúng ta cứ làm như vậy, cứ làm như vậy. Tí nữa nó có một cái đoạn nè. Bảy các sự kiện, tức là validate á, thì tí nữa chúng ta sẽ đi kiểm tra cái này. Nếu như không có dữ liệu thì cái nút này nó bị disable đi chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ xử lý cái sự kiện đó. Như vậy cái phần mà thêm user chúng ta đã hoàn thiện xong.